Ukraine tìm cách tăng cường năng lực phòng không. Binh sĩ Ukraine tiết lộ lý do phải đi bộ hàng km ra tiền tuyến. Đức sắp chuyển giao 150 tên lửa không đối không Aristi cho Ả Rập Xê Út. Israel yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị cho kịch bản nhận số lượng lớn người bị thương. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về Biển Đỏ. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 1, ông Zelensky đến Vinius, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến đi tới ba nước vùng Baltic. Litva, Latvia và Estonia nằm trong số những nước ủng hộ nhiệt thành nhất của Kiev trong cuộc đương đầu với Moscow. Theo truyền thông Ukraine đưa tin, trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Litva Gitanas Noseda ở Vilnius vào ngày 10 tháng 1, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine hiện thiếu khả năng sản xuất hệ thống phòng không hiện đại của riêng mình, loại vũ khí mà nước này rất cần để bảo vệ vùng trời trước các cuộc tấn công của Nga. Theo ông Zelensky, Nga đã sử dụng 500 tên lửa và UAV trong những cuộc tấn công gần đây. Mặc dù lực lượng phòng không Ukraine có thể bắn hạ trung bình khoảng 70% tổng số mục tiêu, nhưng thật không may, chúng tôi đã mất người. Do đó, theo ông Zelensky, phòng không là ưu tiên số một của Ukraine hiện nay. Điều biết, Vinius hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ không ngừng cho Kiev thông qua các thỏa thuận quốc phòng đã hoàn tất vào năm ngoái, cũng như thông qua các thỏa thuận mới được lên kế hoạch cho những tháng và năm tới. Vừa qua, Thống đốc Kharkov Oleg Sinihebov cho biết, quân đội Nga đã nhắm vào khu vực này vào tối ngày 10 tháng 1 bằng các tên lửa S-300. Theo một nhân chứng cho biết, Người này không nghe thấy cảnh báo không kích trước khi tên lửa bay đến. Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Kharkov chỉ cách biên giới Nga 30 km đã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ các cuộc không kích của Nga kể từ khi xung đột bùng phát. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 11 tháng 1 thông báo, lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine trên vùng Rostov phía nam nước Nga. Trước đó, thống đốc vùng Rostov Vasily Golubov cho biết, máy bay không người lái bị bắn hạ trên khu vực Kamensky lúc nửa đêm không có thương vong nào được ghi nhận. Vào dạng sáng ngày 10 tháng 1, Nga tuyên bố đã bắn rơi hai chiếc máy bay không người lái UAV trên khu vực sân bay quân sự Angen 2 ở tỉnh Sararov của nước này. Cụ thể, một kênh truyền thông Nga cho biết, hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ và rơi xuống khu vực sân bay quân sự Angen 2 vào dạng sáng ngày 10 tháng 1. Thiệt hại về cơ sở hạ tầng của sân bay, máy bay cũng như nhân viên chưa được báo cáo. Bộ Quốc phòng Nga ngay sau đó cũng lên tiếng xác nhận thông tin máy bay không người lái xuất hiện ở Saratov, cho biết máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Thống đốc tỉnh Saratov, Roman Musagin tuyên bố các máy bay đều bị bắn hạ. Theo ông, không có thương vong nào xảy ra. Theo báo chí Mỹ đưa tin, các binh sĩ Ukraine cho biết, việc bảo vệ và tiếp tế cho lực lượng tiền tuyến đang gặp rủi ro hơn bao giờ hết. Tuyên bố được đưa ra trong thời điểm các cuộc tấn công ngày càng gia tăng bằng máy bay không người lái FPV, góc nhìn thứ nhất của Nga. Theo các binh sĩ Ukraine chia sẻ, Nga đang tăng cường sức ép và không có phương tiện nào an toàn trước những máy bay không người lái tấn công một chiều của nước này. Được biết, cả Nga và Ukraine đều sử dụng loại máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất. Chúng được sản xuất với chi phí rẻ và trang bị chất nổ. Do đó, việc di chuyển bằng xe trong thời điểm hiện tại là cực kỳ nguy hiểm. Theo các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cho biết, trong vài tháng qua, họ đã phải bỏ lại xe bọc thép và đi bộ 9,6 km tới các vị trí ở tiền tuyến. Theo một chỉ huy tình báo Ukraine, thành viên lữ đoàn 117 ở vùng Zaporizhia, phải đi bộ 6,4 km đầy khó khăn trong mưa và bùn. Nếu họ dùng xe quân sự chở đạn dược hoặc lương thực ra tiền tuyến, máy bay không người lái của Nga có thể tấn công từ trên cao. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là đi bộ an toàn hơn. Theo đó, việc đi bộ khiến máy bay không người lái FPV có thể dễ dàng theo dõi và nhắm mục tiêu vào những người lính trên mặt đất. Đã có nhiều video, hình ảnh chứng minh điều này. Kể từ khi bắt đầu xung đột, máy bay không người lái đã thay đổi chiến trường Nga-Ukraine một cách đáng kể, khi cả hai bên đều dựa vào công nghệ không người lái ở trên không và cả dưới nước để trinh sát và tấn công. Người phát ngôn chính phủ Đức cho biết, nước này đã cấp phép chuyển giao 150 tên lửa không đối không Iris-T cho Ả Rập Xê Út. Động thái này cho phép nối lại hoạt động xuất khẩu vũ khí Đức cho Ả Rập Xê Út, vốn bị cấm kể từ sau vụ nhà báo Dama Kasoki bị sát hại vào năm 2018 thỏa thuận được Hội đồng An ninh Liên bang Đức thông qua vào tháng 12 năm 2023. Được biết, tên lửa Iris do công ty DN của Đức sản xuất sẽ được trang bị cho các máy bay Eurofighter của Ả Rập Xê Út. Chuyến hàng mới chưa được bàn giao, nhưng được kỳ vọng sẽ bổ sung cho kho vũ khí vốn đã xuống cấp dần trong vài năm qua. Hiện Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đang ở Ả Rập Xê Út để thảo luận về hợp tác năng lượng và kinh tế, cho rằng quốc gia này có vai trò quan trọng trong ổn định tình hình Trung Đông, trong đó có cuộc xung đột Hamas-Israel. Trước đó vào hồi tháng 12 năm 2023, bà Bebok đã chỉ trích mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở hàng trên biển đỏ do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện, đồng thời cảm ơn Triad đã tham gia đánh chặn các máy bay không người lái và tên lửa của Houthi. Ngày 10 tháng 1, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng thuộc Lầu Năm Góc thông báo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ trị giá 250 triệu đô la Mỹ bán các dịch vụ hỗ trợ hệ thống vũ khí Tomahawk và trang bị liên quan cho Australia. Theo thông báo, chính phủ Australia sẽ quyết định nhà thầu chính. Thương vụ này sẽ tạo điều kiện để Australia sử dụng tốt hơn hệ thống vũ khí Tomahawk mà nước này đang mua, cũng như đảm bảo khả năng ghép vũ khí phù hợp, giúp phát hiện các mục tiêu chính xác hơn. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cũng cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua thương vụ tiềm năng, cung cấp cho Ai Cập khung gầm của xe quân sự chiến thuật hạng nhẹ, cùng các thiết bị liên quan và các bộ dụng cụ dành cho loại tàu tuần tra có chiều dài 28 mét. Theo Lầu Năm Góc, chi phí ước tính của thương vụ cung cấp khung gầm của xe quân sự chiến thuật hạng nhẹ cùng các thiết bị liên quan là 200 triệu đô la Mỹ, trong khi chi phí cung cấp các bộ dụng cụ dành cho tàu tuần tra là 129 triệu đô la Mỹ. Đài truyền hình Israel hôm 10 tháng 1 đưa tin, Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel, ông Ba Simantop, đã thông báo cho tất cả các bệnh viện sẵn sàng chuyển sang mô hình làm việc khẩn cấp nếu cần thiết trong vòng 24 giờ sau khi nhận được hướng dẫn liên quan. Theo thông báo từ Bộ Y tế Israel, mô hình này bao gồm việc chuyển tất cả nhân viên y tế và bệnh nhân đến khu vực được bảo vệ, xuất hiện ngay lập tức cho tất cả bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và sẵn sàng điều trị cho một số lượng lớn người bị thương. Ngoài ra, bệnh viện lớn ở các thành phố Naharia và Safed thuộc phía Bắc Israel còn nhận yêu cầu chuẩn bị cho khả năng phải làm việc trong tình trạng cách ly hoàn toàn, không có khả năng nhận thiết bị, thuốc men và thực phẩm cần thiết đồng thời cũng sẵn sàng tiếp nhận số lượng lớn người bị thương và tổ chức chuyển họ đến các cơ sở khác. Thông báo được đưa ra sau khi Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel, ông Hezi Halevi ngày 7 tháng 1 cho biết, cuộc xung đột tại dài Gaza vốn đã kéo dài 3 tháng qua sẽ có thể tiếp diễn suốt cả năm 2024 và lan sang các mặt trận khác. Theo cơ quan y tế tại Gaza, tổng cộng trên 23.210 người Palestine đã thiệt mạng và 59.167 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào giải Gaza. Vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại Ramaha, bờ Tây, thảo luận về các kế hoạch thời hậu chiến ở Gaza, bao gồm các bước tiến tới thành lập một nhà nước Palestine. Được biết chuyến thăm ngày mùng 10 tháng 1 theo giờ địa phương là một phần trong chuyến đi thứ tư của ngoại trưởng Mỹ tới khu vực kể từ khi cuộc chiến của Israel ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken đã thảo luận về những nỗ lực nhằm giảm thiểu tổn hại cho dân thường ở Gaza và tăng cường cung cấp viện trợ cho khu vực bị bao vây, những điểm mà ông đã đưa ra một ngày trước đó trong chuyến thăm Israel ngoài ra ông blinken cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với một nhà nước palestine và khuyến khích cải cách hành chính của chính quyền palestine chính quyền palestine khẳng định ông abbas đã tuyên bố với ông blinken rằng không người palestine nào nên bị di rời khỏi gaza hoặc bờ tây trong khi đó hamas phản đối chuyến thăm của ngoại trưởng mỹ tới khu vực này phát biểu trước truyền thông ông sami abu zuri một quan chức của hamas nhấn mạnh mục đích của chuyến thăm là nhằm hỗ trợ an ninh cho khu vực chiếm đóng không có sự khác biệt giữa israel và mỹ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 10 tháng 1 đã thông qua nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay các vụ tấn công vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc đứng đầu nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng ở Yemen. Phát biểu trước Hội đồng, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết, nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi phải chấm dứt các cuộc tấn công vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Nó nhấn mạnh sự ủng hộ của hội đồng đối với các quyền hàng hải và tự do của tàu thuyền, tất cả các quốc gia ở Biển Đỏ. Và nó nói rõ rằng việc quá cảnh của tàu thương mại qua Biển Đỏ không được phép bị cản trở. Với ngôn từ mạnh mẽ nhất, nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã lên án hàng loạt cuộc tấn công của các tay súng Houthi ở ngoài khơi bờ biển Yemen, làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ, qua đó dấy lên nguy cơ xung đột ở Sài Gaza lan rộng ra toàn khu vực. Nghị quyết cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình do Liên hợp quốc đứng đầu nhằm chấm dứt cuộc nội chiến dai dẳng ở Yemen. Tuy nhiên, phía Nga cho rằng nghị quyết còn nhiều điểm mơ hồ, thậm chí có thể bị các bên lợi dụng để phục vụ lợi ích riêng. Cùng quan điểm này, đại sứ Trung Quốc Trương Quân lo ngại nghị quyết có thể không đạt được hiệu quả, thậm chí sẽ dẫn đến hành động tiêu cực, khiến căng thẳng leo thang hơn nữa tại khu vực. Cuối cùng, nghị quyết vẫn được thông qua với 11 phiếu thuận, không phiếu chống, 4 phiếu trắng của Nga. Trung Quốc, Mozambique và Algeria. Truyền thông Mỹ ngày 10 tháng 1 đưa tin, cựu thống đốc bang New Jersey, ông Chris Christie, đã từ bỏ cuộc đua giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 2024, sau khi không thu hút được sự ủng hộ cho chiến dịch tranh cử tập trung, chỉ trích về chính sách và tính cách của ứng cử viên hàng đầu Donald Trump. Phát biểu với những người ủng hộ tại tòa thị chính ở Winham, bang New Hampshire, ông Christie đã tuyên bố chấm dứt chiến dịch tranh cử của mình và nhấn mạnh thà thua khi nói lên sự thật còn hơn nói dối để giành chiến thắng. Ông chỉ trích các đối thủ trong Đảng Cộng Hòa đã không dám đối đầu trực tiếp với ông Trump, đồng thời chưa bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ ứng cử viên nào của đảng này. Động thái này của ông Christie diễn ra chỉ vài ngày, ngay trước cuộc tranh cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa ở Iowa vào ngày 15 tháng 1 tới. Được biết trước đó, thống đốc bang North Dakota Ông Trump ngày 4 tháng 12 năm 2023 cũng đã từ bỏ nỗ lực giành tấm vé đề cử của Đảng Cộng hòa để tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 sau khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trong các cuộc thăm dò liên tục ở mức một chữ số. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.